Chào các bạn, hôm nay mình ra ngoài nhà anh Bảo, anh Leo Văn Bảo, anh họ nhà mình để cập nhật lại vấn đề công ty Silic khảo nghiệm phân bón Đông Sơn, Limix Đông Sơn. Thì gặp đúng lúc anh đang quay mật các bạn ạ. Thì như mình giới thiệu từ phần đầu là thời gian anh em cho công ty đến đây làm khảo nghiệm. Bác anh. Và đây là quay lại cái sản phẩm, quay lại cái hệ quả của sử dụng phân bón Limix Silic của Đông Sơn. Thì gặp đúng gia đình anh đang quay mật các bạn nhé. Thì trong thời gian trước thì anh ấy vào trong Tây Nguyên, thì bây giờ anh ấy về, thì đây là cái công việc chính của anh ấy. Thì mình quan sát thì gia đình khoảng hơn 20 người đang làm. Thì vấn đề làm mật thì mình không biết là quy trình làm nào. Thì hệ thống hậu cần cũng 3-4 anh em kia. Bây giờ mình lướt qua cái vườn mật của anh ấy nhé. Em chẳng kỹ thuật gì đâu anh ạ. Em chỉ quay em đang phứa thôi. Cho nhạc đấy là trong YouTube nó có, người ta gọi là gì nhỉ? Nó có cái nhạc miễn phí. Còn nhạc có bản quyền, mình quay vào là mình hỏng kênh ngay luôn đấy. Em cứ quay thôi, em có gì em quay đây, em có cần nhạc nhẽo gì đâu. Em không thêm gì cả, em đang thẳng đấy. Bây giờ lời nói này có gì đấy, em về em đang thẳng hết mà. Em có không chỉnh sửa gì hết. Không, em không chỉnh đâu. Em làm có gì em làm đấy thôi. Chào anh nhá. Nhà báo anh. Không, nhà vườn thôi. Ra thăm vườn anh ấy xong thấy anh em đang làm thì lưu lại một chút. Nông dân anh ạ, không phải nhà báo. Đây mình lướt qua một chút thôi các bạn nhé. Thì đây là số điện thoại của anh Leo Văn Bảo. Nếu anh em và các thương gia cũng như anh em buôn bán, ai có nhu cầu sử dụng mật thì liên lạc với anh nhé. Đây mình lưu số của anh đây. Anh Leo Bảo, số điện thoại là 0985 419 465. Cái sản lượng một lần quay này khoảng bao nhiêu lít anh nhỉ? Vài trăm lít. Và cái sản lượng theo anh chia sẻ đây là một ngày khoảng một lần quay được vài trăm lít. Thôi mình không biết gì vấn đề kỹ thuật làm ong, làm nuôi ong ấy, sản lượng đâu nha, mình chỉ lưu một chút thôi. Đây mình quay một chút công việc làm của các anh nha. Đâu đem ra vào nhà người ta lấy máy chứ, phụt chứ. Lại ra sân đấy. Xong lấy máy xịt xài chết cho mới đem về mới thôi. Để em đi nhờ chị ơi. À đây là quay mật đây nhờ. Em là tớ. Chú Minh ơi. Dạ. Em có biết thế nào đâu, em có nhìn cái gì em quay đấy thôi. Và thôi em quay một chút anh ạ. Em có biết về kỹ thuật đâu cho nên em không. Đây là việc quay mặt đây. Thế em về nhá. Phải chào các anh đây. Em về nhà đây. Chú một lúc cho thịt chó xíu ạ. À không, thôi em về, em còn bận mà, em còn đi làm mà. Chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video nhé. Các bạn mà anh em, các bạn ai có nhu cầu lấy mật thì liên lạc với anh Bảo nhé. Cái gì à, Hằng ơi? Chú lên lớp từ một tiết xong chú phải về.